Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh Ngoan TV. Các bạn ơi, hôm nay mình đặt tên lâu á là tại vì mình phải hoàn thiện cái con phà này các bạn. Thì con phà này nó mất rất nhiều thời gian của mình, cho nên mình không có ra video cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái chiếc phà này. Mà trước đó là mình xin gửi lời cảm ơn đến của mình. Thì các bạn này ở Long An á các bạn. Nói với mình là anh ơi, anh hãy làm chiếc phà. Tại vì thấy anh có thể có khả năng làm được á, thì hôm nay mình để đáp ứng cái yêu cầu của các bạn ở Long An đó ha. Mình sẽ không nói tên các bạn đó đâu. Cảm ơn các bạn đã rất nhiều. Máy này sau đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái quá trình mà mình sẽ làm những cái chi tiết ở trên chiếc phà này. Thì các bạn nhớ đón xem và ủng hộ mình nha các bạn. Rồi các bạn cùng xem cái quá trình vận hành của cái chiếc phà này nha các bạn. Vừa rồi các bạn nhìn cái vòng vòng cái chiếc thuyền của mình, cái chiếc phà của mình đó các bạn. Thì bây giờ mình giới thiệu cho các bạn nha. Cái phà của mình nó sẽ có ống khói nè các bạn. Ống khói ở đây ha. Đây là có cái phao, phao này thì để cho cái ông tài công á, ông tài công mà không biết lội, ông lấy cái phao ông nhảy xuống nha các bạn. Hoặc giả là ông ở trên mà nhìn mà thấy có người rớt á thì ông sẽ liệng xuống. Còn ở dưới đây thì có những cái phao lớn để cho những người người ta đi, người ta không biết bơi, nếu mà có sự cố thì người ta sẽ nhảy xuống, ta lấy cái phao này ta lội ha. Thuyền mình á thì cái phà của mình thì có 4 cái bánh độn hai bên nha các bạn, có mỏ neo rồi luôn. Tí nữa mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem những cái chi tiết nó hoạt động như thế nào nha các bạn. Đặc biệt là ở đây mình sử dụng hai bánh lái nha các bạn, một động cơ. Chân vịt thì mình sử dụng chân vịt chỉ có 40cm thôi, 40mm, mình nói lộn nha các bạn, 40mm. Trên cabin vẫn có hai cái bóng đèn báo hiệu nha các bạn. Ở đây đáng lẽ ra mình phải làm, mình gắn lá cờ trên đây nhưng mà mình chưa có tiện gắn lên nha các bạn. Rồi mình đi vòng vòng xem lại một lần nữa nha các bạn. Ở đây hơi bị ồn các bạn ơi, nhà mình gần lộ. Các bạn xem từng chi tiết nha. Ở trong đây có cây thang nha các bạn, cây thang đi lên nè các bạn. Thì anh tài công ảnh sẽ đi lên trên cái lỗ ở trên đây nè các bạn. Đó, cái lỗ trên đây ảnh chui lên cái lỗ trên trên đây nha các bạn. Đây cái góc này các bạn mới nhìn thấy nè, đây là cây thang lên nè. Đó, đó cái thang lên đó, góc này nha. Cái chiếc phà này chiều dài của nó là gần 1m nha các bạn, chiều ngang nó là 26cm á, chiều cao của nó là 40
18 phân hay gì á các bạn, mình cũng quên nữa. Rồi bây giờ để mình thử khởi động cho các bạn xem nha, dung dịch đây. Các bạn thấy đây, để mình coi cho các bạn xem đây. À, gió nhịp luôn á các bạn. Đây. Đó, đó là âm thanh nữa các bạn. Khói ra thoải mái luôn nha các bạn. Tuyệt vời chưa các bạn? Bây giờ mình sẽ hạ cái cầu và xuống nha các bạn. Đây, quá trình mình hạ cầu và xuống nè các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy đây, khi mà mình hạ cầu và xuống thì cửa sẽ mở ra nha các bạn. Đấy. Cửa sẽ mở ra nha các bạn. Rồi. Mình nâng phà lên, khi mà khách lên rồi mình nâng lên. Rồi, tạm thời mình chia sẻ video tới đây. Các bạn nhớ đón xem ở clip sau, mình sẽ chia sẻ quá trình mình làm những chi tiết của chiếc và nhé các bạn. Bye bye các bạn.